来，干嘛呀？你看我在干嘛？哦吼，好像。Thanh niên Trung Quốc lần đầu thăm nhà bạn gái Việt đã phải làm điều này để ông bố đồng ý gả con. Netizen Trung Quốc xem xong tặc lưỡi. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, mới đây một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc có tên là Sasuke Việt Nam đã đăng tải một video với dòng tiêu đề: Chàng trai Trung Quốc lần đầu gặp bố vợ ở Việt Nam đã làm gì để khiến ông gật đầu đồng ý cưới con gái? Ban đầu mình tưởng đây là một video câu like câu view, nhưng không ngờ câu chuyện của anh chàng này lại thu hút đông đảo người xem đến thế. Nhiều netizen xứ Trung tò mò, không biết lý do là gì mà anh chàng lại thuyết phục được ông bố cả con gái cho, để lại dưới video đó là vô vàn những bình luận sôi nổi của người dân Trung Quốc. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Người Trung Quốc đã nói gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi cùng mình đến cuối video để được bật mí nhé! Video này có nội dung là giải thích lý do tại sao anh chàng người Trung Quốc lần đầu đến thăm nhà bạn gái ở Việt Nam mà lại được bố của cô ấy đồng ý gả con cho. Và chân dung chàng trai mình muốn nhắc đến trong video này là Ke Peng. Anh là một chàng trai người Trung Quốc và hành trình vượt ngàn dặm xa xôi lần đầu đến Việt Nam thăm nhà bạn gái. Cụ thể trong video là khung cảnh chàng trai Trung Quốc đang phụ giúp bố mẹ cô gái xây nhà. Qua lăng kính của vlogger đó, có thể thấy anh chàng này vô cùng điển trai, đặc biệt còn rất siêng năng chăm chỉ. Lần đầu thăm nhà bạn gái mà anh ấy vô cùng tháo vát, việc gì cũng làm rất hăng say miệt mài, từ vận chuyển gạch, đẩy xe, trộn xi măng. Anh đã trổ tài xây dựng của mình và bắt chuyện nhiều hơn với bố mẹ cô gái. Trong ánh mắt của anh hiện rõ sự vui tươi và hạnh phúc. Đặc biệt hơn, theo cảm nhận của mình thì mọi người trong nhà rất quý Ke Peng. Không khí mọi người làm việc với nhau vô cùng vui tươi và thoải mái. Anh chàng này không ngại khó, không ngại khổ, dù chân lấm tay bùn vẫn quyết tâm làm việc để minh chứng cho gia đình vợ thấy rõ sự chân thành của mình. Anh ấy vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng khi chưa bước vào nhà đã được người lớn tươi cười đón mừng, thể hiện sự mong đợi và tôn trọng đối với anh. Cũng dễ hiểu thôi vì ở Trung Quốc kiếm vợ rất khó, mà sang Việt Nam kiếm vợ thì cũng chẳng phải là dễ. Muốn kiếm được vợ thì các anh Trung Quốc cũng phải thể hiện sự giỏi giang tháo vát mới mong được vợ Việt gật đầu và bố mẹ vợ đồng ý gả con cho. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh ấy đã nhận ra rằng người Việt Nam là những người chân thành và ấm áp như thế nào. Nguyên văn những chia sẻ của anh mà mình đã dịch được trong video như sau. Khi Ke Peng mới đến Việt Nam, tôi đã nói với bố vợ. Bố vợ đừng lo lắng, phong tục tập quán ở Việt Nam cũng giống như ở Trung Quốc. Con và Soju hiện đã có một đứa con trong bụng. Soju đã hạ quyết tâm rồi, bây giờ con sẽ đợi bố và 6 tháng nữa sẽ đưa cháu trai của bạn đến thăm bố. Khi nội dung này được đăng tải lên thì đã có rất nhiều sự quan tâm của dân mạng Trung Quốc. Điều này đã làm cho cộng đồng mạng nháo nhác và tỏ ra vô cùng bất ngờ. Họ thật sự choáng váng và ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi. Mình xin dịch lại một vài bình luận cho các bạn cùng nghe nhé. Sao dù em là một cô con dâu tốt của Trung Quốc, Ke Peng cũng là một chàng rể Việt Nam có trình độ. Tuy không giỏi việc đồng áng nhưng anh ấy rất chân thành và thực sự quan tâm, yêu thương em. Cũng rất tốt và có tố chất của một phụ nữ Trung Quốc bình thường. Hai bạn thực sự là những anh chàng xinh đẹp, thật đáng ghen tị. Đã sang Việt Nam xa xôi tìm vợ mà còn bị cho làm nhiều việc như này thì thật bất công với anh chàng này quá. Có thật là tìm vợ Việt dễ thế không? Bạn không thể tìm thấy một anh chàng đẹp trai như vậy ở Việt Nam. Ke Peng lợi dụng bố vợ xây nhà, có đủ vật liệu xây dựng và giúp bố vợ làm một chiếc bếp kiểu Hồ Nam. Vì sao đàn ông Trung Quốc khi sang Việt Nam lại cư xử như bò ngựa? Muốn làm rể Việt Nam thì phải làm các công việc nặng nhọc đó ư? Bố mẹ vợ tương lai không hiếu khách gì cả. Tại sao lại bắt con rể làm việc như vậy khi lần đầu sang thăm nhà? Tại sao trai Trung Quốc giỏi giang như vậy phải qua Việt Nam chịu khổ làm gì nhỉ? Sao không ở nước mình mà tìm vợ? Ke Peng, bạn là người Trung Quốc, đừng quên đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Bà bạn phải có tấm lòng Trung Quốc. Với tiêu chuẩn này, có thể uống rượu và làm việc được. Tôi cũng đã đạt tiêu chuẩn của một người con rể Việt Nam. Khi Ke Peng gặp bố vợ lần đầu tiên, ông nói, chúng tôi ở Hồ Nam, giống như Việt Nam, không ăn đồ cay. Sao dù sẽ không bao giờ tìm được một anh chàng Trung Quốc đẹp trai và có năng lực như Ke Peng ở Việt Nam. Anh cũng là một người đàn ông hiếu thảo và biết quan tâm đến vợ. Ke Peng vẫn tương đối siêng năng, Sao dù có trí tuệ cảm xúc cao và họ là một gia đình hạnh phúc. Cũng là con rể Việt Nam, Ke Peng hạnh phúc hơn Sao dù rất nhiều. Sao dù có tầm nhìn rất tốt, đàn ông Trung Quốc Ke Peng của chúng tôi rất giỏi. Cô ấy đã lừa được một anh chàng đẹp trai. Hãy ủng hộ Sao dù và gia đình cô ấy. 10 năm trở về 3-4 lần được coi là đủ điều kiện.
bởi vì hôn nhân xuyên biên giới rất cần nhiều tiền, chỉ cần trong lòng có trăn trở và hành động thực tế. Con rể tốt của Việt Nam và con dâu tốt của Trung Quốc, kết hôn với chàng trai trẻ này là một điều may mắn mà bạn đã vun đắp trong đời, cô gái ạ. À. Tại sao không có được một nhà bếp? Ở Việt Nam, người ta nấu ăn trên mặt đất và không có ống khói. Bạn không thể gặp bố mẹ mình mỗi tháng một lần ở Trung Quốc, vì vậy điều đó còn tùy thuộc vào tình hình. Anh cũng là con rể Việt Nam, chồng Triệu Mai hàng ngày lên núi làm ruộng, điều kiện nhà mẹ chồng còn nghèo, kế bằng ngày nào cũng ăn gà vịt. Hôm nay anh giúp việc, bố vợ đi làm, ông vui vẻ và hạnh phúc. Sao dù Kepeng thực sự là một cặp đôi đẹp, họ là một cặp đôi hoàn hảo, ban phước cho tất cả các bạn. Giống như gia đình của chúng tôi những năm 1980, chúng tôi là một gia đình yêu thương nhau và cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà. Một chàng rể Trung Quốc thực sự có năng lực và một cô con dâu Việt, giản dị, hiếu thảo. Tôi đã xem một đoạn video của con rể Lào Sao Di, cũng là con rể Hồ Nam, và đề nghị Kepeng giúp bố vợ xây dựng một bếp củi kiểu Trung Quốc, không chỉ có thể cải thiện tỷ lệ tận dụng củi mà còn đảm bảo vệ sinh, không khói thuốc, hợp vệ sinh. Sau khi xem xong đoạn video ghi lại cảnh này, nhiều cư dân mạng nói họ phát hờn vì sự may mắn của chàng trai khi gặp được nhà gái cởi mở và coi trọng họ như vậy. Lâu nay không ít chàng trai đã phải ôm tủi hờn khi nhận thái độ ghẻ lạnh hoặc quá nghiêm khắc, soi mói của nhà gái do khoảng cách địa lý, sự khác biệt về phong tục gái Việt trai Trung, đến mức mất tự tin về tương lai mối quan hệ. Tuy nhiên mình tin rằng đoạn video này đã nói lên tất cả. Nếu có thời gian các bạn có thể truy cập vào video mình để bên dưới đường link mô tả để xem thêm nhé. Đó là một vài những dòng bình luận của netizen Trung Quốc bên dưới video này. Mọi người cảm nhận như thế nào ạ? Mình không hề phủ nhận hay bác bỏ sự thật là anh chàng người Trung Quốc đó rất thân thiện và tốt bụng. Nhưng ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, đúng không các bạn? Ở Việt Nam cũng có những chàng rể người Việt Nam tốt tính, chăm chỉ, và ngược lại thì Trung Quốc cũng thế. Các bạn đừng chỉ dành những lời khen ngợi và tán dương cho anh chàng Trung Quốc, mà hãy mở rộng cách nhìn rằng ở Việt Nam cũng có những chàng trai người Việt Nam y chang như chàng trai nước bạn và thậm chí là còn hơn nữa. Cứ nghĩ mà xem, người nước ngoài họ sang Việt Nam làm rể, cũng như người Việt Nam sang nước ngoài vậy đó. Cuộc sống xa nhà, xa quê hương, nên khi khó khăn, họ sẽ không biết nhờ vả ai. Những lúc như vậy nếu ta giúp họ, họ sẽ có cái nhìn khác về Việt Nam. Sau câu chuyện này, sẽ có nhiều anh chàng người Trung Quốc muốn làm rể Việt Nam, chắc chắn chỉ muốn ở lại Việt Nam quanh năm suốt tháng và chẳng muốn quay về. Các bạn ạ, thật hạnh phúc sao khi nhiều nước ngoài đã nhận ra điều đó và tôn vinh Việt Nam ra khắp thế giới. Người Việt Nam chúng ta xưa nay đều như thế, không bao giờ phân biệt màu da, quốc tịch. Đã đến Việt Nam thì tất cả đều là bạn bè và nếu có thể, nhất định người Việt sẽ dang rộng vòng tay chào đón. Giàu tiền bạc thì có thể Việt Nam chưa hơn ai, nhưng nói về giàu tình nghĩa thì Việt Nam số 2, không ai là số 1. Có thể nói rằng, video của vlogger này đăng tải đã truyền một cảm hứng thực sự mạnh mẽ với người nước ngoài. Nói đi rồi cũng phải nói lại, người Việt Nam chúng tôi rất thân thiện, luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón các bạn đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là các chàng trai muốn làm rể từ khắp năm châu. Video đến đây cũng phải kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.